Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi lại dùng máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B để khoan lỗ trồng trụ tiêu. Hiện tại trên máy đang đắp lỗ khoan với đường kính là 20 cm để khoan lỗ trồng trụ tiêu chết. Mũi khoan rất là ngọt và nhẹ nhàng, thao tác rất là đơn giản nha các bạn. Sau khi khoan xong thì chúng ta đưa trồng trụ tiêu lên và chèn đất vô.